Trung tâm Du lịch Cầu Treo Buôn Đôn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Lào vừa tổ chức các nghi lễ mừng Tết Buôn Pi Mây của người Lào năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước Triệu Voi đến với vùng đất Bản Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống. Trải qua bao biến cố thăng trầm, từ những người Lào đầu tiên định cư ở đây, đến nay người Việt gốc Lào ở Buôn Đôn có hơn 60 hộ. Cuộc sống chan hòa, đoàn kết, giao thoa, văn hóa giữa các dân tộc thiểu số ở Buôn Đôn đã tạo nên một vùng văn hóa độc đáo, phong phú, đậm đà bản sắc. Tết Buôn Pi Mây diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 hàng năm. Đây là Tết theo Phật lịch, người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm. Lễ hội Buôn Pi Mây mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống của con người. Lễ hội Buôn Pi Mây của năm 2023 là hết sức là ý nghĩa đối với bà con các dân tộc Lào, là người là Việt gốc Lào tại cái huyện nhà, là thứ nhất là vấn đề là cái đoàn kết để mà giữ gìn được cái phong tục tập quán. Tết Buôn Pi Mây Lào là dịp để mọi người gửi cho nhau những lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới. Là dịp để cộng đồng người Việt gốc Lào thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt-Lào. Đây còn là dịp để người dân cũng như du khách gần xa có cơ hội được tìm hiểu về nét văn hóa độc đáo của người Lào trên mảnh đất Tây Nguyên. Dân tộc người Lào của chúng tôi là truyền thống của chúng tôi là chuẩn bị hoa khoăn, đèn hoa đăng để thả xuống dưới nước để cầu chúc cho tất cả mọi người trong gia đình và dân làng của bản địa người Lào của chúng tôi trong một năm luôn luôn được khỏe mạnh và may mắn. Mặc trên cái bộ trang phục của người bản địa ở đây thì thấy rất là thú vị. Khi mà mặc lên đó thì mình cảm thấy mình được hòa chung vào cái không khí lễ hội hay hơn, rồi nó cũng làm cho mình cảm thấy giống như mình là một người sống ở đây. Người Lào dù sinh sống ở đâu thì phong tục tập quán sinh hoạt cũng giống nhau, đặc biệt là điệu múa lăm vông. Trong ngày Tết truyền thống, mọi người cùng hòa nhịp với điệu múa lăm vông đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Lào. Đây không chỉ là hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt gốc Lào ở huyện Buôn Đôn, mà còn kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc.